Thưa anh chị em, chỉ trong một bài tin mừng ngắn mà ba lần Chúa Giêsu lặp lại câu đừng sợ. Và chắc là anh chị em sẽ ngạc nhiên lắm khi biết rằng nếu tính toàn bộ Kinh Thánh thì trong Kinh Thánh có tới 365 lần lặp lại câu đừng sợ. Một năm có 365 ngày thì cứ mỗi ngày chúng ta đều được nhắc lại đừng sợ. Tại sao mà Kinh Thánh và Chúa Giêsu lại nói câu đừng sợ nhiều dữ vậy? Mà đừng sợ ở đây là đừng sợ cái gì? Đừng sợ ai? Và làm thế nào để vượt lên trên nỗi sợ hãi? Tôi không có câu trả lời. Câu trả lời là ở các bài đọc Kinh Thánh hôm nay. Cho nên tôi xin anh chị em ít phút nhớ lại những bài Kinh Thánh vừa mới nghe. Bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Và ở trong phần Giê-rê-mi-a bày tỏ nỗi lòng của Ngài khi thi hành sứ mạng Chúa trao phó cho. Giê-rê-mi-a lúc đó là một người trẻ được Chúa kêu gọi. Như ông kể lại, Chúa phán với ông thế này: trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi. Và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Rồi Chúa trao cho Giê-rê-mi-a một sứ mạng: ta sai ngươi đến với ai thì ngươi cứ đến, ta sai ngươi nói cái gì thì ngươi cứ nói. Giê-rê-mi-a vâng lời ra đi rất nhiệt thành, tuổi trẻ mà rao giảng lời Chúa. Người ta có nghe không? Không những không nghe mà người ta còn chửi, người ta còn sỉ vả, và thậm chí người ta lên kế hoạch để giết ông ấy. Vậy cho nên anh chị em mới nghe trong bài đẹp hôm nay, Giê-rê-mi-a nói: con nghe biết bao nhiêu người vu cáo con, kìa lão tứ phía kinh hoàng, hãy tố cáo nó đi. Ông ấy chán nản quá, ông mệt mỏi quá, vì người ta chống đối, người ta sỉ vả. Đến độ nếu anh chị em đọc đầy đủ cái đoạn văn Kinh Thánh này thì Giê-rê-mi-a nguyền rủa cả ngày: mẹ tôi sinh tôi ra đời. Anh chị em chắc cuộc đời cũng có những lúc đau khổ, buồn phiền, nhưng mà đâu đến nỗi mà nguyền rủa ngày sinh nhật của bản thân mình, phải không? Ông Giê-rê-mi-a là ông nguyền rủa cả cái ngày mẹ tôi sinh tôi ra đời, cái ngày đó không đáng nhắc tới. Nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của Giê-rê-mi-a như thế để thấy là sứ mạng rao giảng lời Chúa không phải là chuyện dễ đâu. Bởi khi rao giảng lời Chúa thì lời Chúa có thể chất vấn cái cách suy nghĩ quen thuộc của người đời. Lời Chúa có thể chất vấn cái lối sống quen thuộc của người đời, khiến cho người ta bị chạm tự ái và người ta không chấp nhận thay đổi, cho nên nó trở thành tức giận. Và có thể nó leo thang đến chỗ tìm cách tiêu diệt những người rao giảng lời Chúa. Đó chính là lý do mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: các con đừng sợ. Cái lời đừng sợ này, nếu mà chúng ta đặt vào trong văn mạch của tin mừng theo Thánh Matthew, thì anh chị em sẽ thấy đây chỉ là một trích đoạn ngắn trong cả một bài giảng dài của Chúa Giêsu. Lúc bấy giờ
Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, và Ngài không giấu giếm gì. Ngài nói trước những khó khăn nguy hiểm mà các môn đệ sẽ gặp. Thầy sai các con như đàn chiên đi vào giữa bầy sói. Một cái hình ảnh sống động, như đàn chiên đi vào giữa bầy sói. Người ta sẽ nộp các con ra hội đường, hội đường sẽ tra khảo các con. Ngài không giấu giếm, nhưng mà đồng thời Ngài trấn an các môn đệ: các con đừng sợ. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể giết cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Những gì mà Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ đã diễn ra trong thực tế y như vậy trong lịch sử của hội thánh. Nếu anh chị em đọc lại sách Công vụ các tông đồ, anh chị em sẽ thấy y như thế. Ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ mạnh dạn ra đi rao giảng tin mừng. Nhưng mà ngay lập tức các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ chống đối quyết liệt, rồi bắt giam các tông đồ bỏ tù, rồi đe dọa và cấm là không được giảng về ông Giêsu Kitô nữa. Nhưng mà các tông đồ trả lời: chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là người ta. Và không chỉ trong thời các thánh tông đồ, khi ta đọc lại lịch sử giáo hội, anh chị em sẽ thấy ở thời nào cũng diễn ra những cuộc bắt bớ bách hại các sứ giả tin mừng. Ngay trên quê hương đất nước của chúng ta, các thánh tử đạo là bằng chứng hùng hồn nhất. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa anh chị em. Sống lời Chúa, rao giảng lời Chúa không hề là chuyện dễ dàng. Có điều trong thời đại của chúng ta ngày nay đó, có thể nó không còn những cái hình thức bắt bớ, rồi đánh đập, rồi tù đầy, rồi xử tử như ngày xưa. Nhưng mà bách hại vẫn có, và nó tinh vi hơn, có vẻ âm thầm nhưng mà không kém phần dữ dội. Tôi muốn nói đến cái bầu khí văn hóa thời đại mà mình đang sống, hầu như là nó đi ngược lại những giá trị của tin mừng, đi ngược lại lời Chúa. Tôi lấy một vài ví dụ thử. Cách đây vài chục năm, anh chị em có nghe đến chuyện ly dị nhiều không? Nhất là giữa vợ chồng công giáo, bây giờ là tràn lan. Cách đây vài chục năm, anh chị em nghe chuyện phá thai nhiều không? Bây giờ là tràn lan. Cách đây vài chục năm, anh chị em có nghe đến cái khái niệm là hôn nhân đồng tính không? Chắc chưa có. Ngày hôm nay những điều đó không những là thông thường mà lại còn được hợp pháp hóa, và trong một vài xã hội còn được cổ võ nữa. Và trong một bầu khí văn hóa thời đại như vậy, thế thì nếu mà những ai nói và cố gắng sống đời sống vợ chồng không ly hôn ly dị, không chấp nhận phá thai, đối với người đồng tính thì tôn trọng, nhưng cái sự kết hợp giữa hai người đồng tính không thể nào là hôn nhân công giáo được. Nếu mà chúng ta quan niệm và sống như thế thì không chừng là con người ở thời đại này người ta sẽ bảo chúng ta là lạc hậu, là quê mùa, và có khi lại còn dựa vào luật pháp để lên án mình đấy chứ. Tôi nghe nói có một giám mục
giảng ở trong nhà thờ về quan điểm của giáo hội Công giáo về đồng tính, nhưng mà sau đó nó bị đưa ra tòa kiện. Thế thì trong một bối cảnh văn hóa như vậy mà dám sống tin mừng Chúa Giêsu đúng là phải lội ngược dòng và phải có sự dũng cảm. Bởi vì nó ngược lại những cái gì mà người ta quen nghĩ và người ta quen sống. Đối với việc rao giảng lời Chúa cũng thế thôi. Cho nên Thánh Phaolô đã khuyên môn đệ của Ngài là Timôthê một cái lời khuyên rất là thực tế cho ngày hôm nay với những ai tha thiết với việc rao giảng lời Chúa. Ngài nói với môn đệ của Ngài: sẽ có một thời người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng chỉ thích nghe bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai, thỏa mãn tình tư dục. Về phần con hãy mạnh dạn rao giảng lời Chúa, dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy mạnh dạn rao giảng lời Chúa. Thế thưa anh chị em, nếu mà khó khăn như vậy thì cái động lực nào có thể giúp chúng ta vượt lên trên nỗi sợ hãi? Ít nhất là có hai động lực này. Một là niềm xác tín của chúng ta rằng lời Chúa là chân lý, lời Chúa là sự thật. Như Chúa Giêsu nói, trời đất này có qua đi, lời Thầy nói với các con không qua đi đâu. Xác tín lời Chúa là sự thật, cho nên sống theo lời Chúa. Và thứ hai là xác tín rằng chỉ có Chúa mới là chủ tuyệt đối của lịch sử và của sự sống. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh rất là dễ thương để diễn tả điều đó. Hình ảnh hai con chim sẻ bán được có một hào, vậy mà không con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em đứng ngự trên trời. Một cái hình ảnh nữa là ngay cả đến tóc trên đầu anh em Chúa cũng đếm cả. Chính Chúa là chủ sự sống, chủ của lịch sử. Thế cho nên có sợ là sợ đứng đấy đấy, đấng có thể mà giết cả xác lẫn hồn ở trong hỏa ngục. Cái động lực đó giúp chúng ta vượt lên trên nỗi sợ hãi để sống tin mừng Chúa Giêsu. Thế thì thưa anh chị em, nếu khó khăn như vậy thì khi sống theo lời Chúa mà có đôi lúc anh chị em cảm thấy là mệt mỏi quá và có khi mình giữ không nổi thì cũng đừng có lấy làm lạ. Rồi chúng ta cứ khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối, rồi xin Chúa tha thứ qua việc lãnh nhận bí tích giải tội. Và xin Chúa ban cho mình có ơn sức mạnh, ơn can đảm, và cầu nguyện cho những người có sứ mạng rao giảng lời Chúa có ơn can đảm, ơn sức mạnh để sống theo lời Chúa, để rao giảng lời Chúa cho mọi người. Để nhờ đó hy vọng một ngày nào đó mà chúng ta đến trước tòa Chúa, không phải là đến trong nỗi sợ hãi, mà đến trong niềm vui mừng, trong sự tín thác và tình yêu và lòng thương xót của Cha trên trời. Amen.